Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tuấn Hưởng Audio. Có địa chỉ tại số nhà 84B, ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và trong buổi tối ngày hôm nay đây, mình làm Tuấn Hưởng tiếp tục lên sóng giới thiệu cho bác chiếc âm ly của hãng Đài Long có cái mã model là PMA2025 mã. Và tình trạng thì cập bến tại cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng trong tình trạng là zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Âm ly Đài Long có cái mã model PMA2025 mã được sử dụng với làm mặt phay nhôm nguyên khối màu vàng gold rất là đẹp này. Cũng như là trước màn hình các bác đã thấy thì mặt mũi con này gần như là không có dấu chấm, dấu phẩy, lông mèo, lông chuột gì các bác nhé. Mặt mũi đẹp len ken xà beng này. Đấy, mặt cực kỳ là đẹp luôn. Với con này thì các bác kê bày trong không gian gia đình nhà mình thì cực kỳ là đẹp. Âm ly Đài Long có mã model PMA2025 mã này. Máy được chạy với là 4 con sò MOSFET này. Cũng như là các bác đã thấy thì cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng đã tháo sẵn cái lớp vỏ ra rồi để cho các bác tiện quan sát về phần nội thất của chiếc âm ly. Máy được chạy với 4 con sò MOSFET, mỗi vế là 2 con các bác nhé. Và công suất ra loa với trở kháng là 8 ohm là 80W trên một kênh. Công suất rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt dòng này thì phối ghép được rất nhiều các dòng loa như loa JB này. Và đặc biệt chuyên trị với những dòng loa loa bow. Các bác có thể là kết hợp thêm vang, thêm mic để ghép với những dòng loa bow để hát karaoke gia đình nhà mình cũng rất là hay này. Đấy, sắt xi còn rất là đẹp, không han gì này. Chạy 4 con sò MOSFET và 2 cái nguồn riêng biệt các bác nhé. Và đặc biệt 2 con tụ lọc nguồn rất là to. Đấy, máy cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng cam kết với các bác là máy chưa qua sửa chữa này, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đấy. Và đây là phía hậu của chiếc âm ly các bác nhé. Âm ly Đài Long có cái mã model PMA2025 mã này. Và con này thì đánh được một lúc được 2 cặp loa cùng một lúc AB và A cộng B. Đánh cặp lúc được đánh cặp loa độc lập từ 4 từ A hoặc B cho từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhá. A cộng B là từ 8 cho đến 16 ohm. Và các bác có thể đánh BY này. Đấy. Các chân rắc cắm loa còn rất là vàng này. Và đây là cái đường vào của tín hiệu. Các bác nhìn thấy cái dân chân rắc cắm cổng hoa sen còn rất là sáng, rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Sử dụng với nguồn điện là 100V và công suất tiêu thụ là 250W. Công suất rất là khỏe đấy. Mặt mũi đẹp len keng xà beng. Với con này thì rất giản dễ sử dụng các bác nhé. Có chỉnh trực tiếp bát chép trên máy này. Bát này chép này, ba lần cần loa. Đây là chế độ đánh DJ hoặc các bác có thể là đánh DJ hoặc là các bác có thể là chỉnh bát chép trên máy này. Volume tổng chính giữa, đây là đường jack out là đường ra này, đường input đường vào, có rất nhiều các cổng đường vào cho các bác ăn chơi. Aux 1 này, aux 2, tuner, CD. Đặc biệt là có cả cổng follow dành cho các bác nào thích yêu mâm than đĩa than các bác nhé. Đấy, có tép 1, tép 2, rất nhiều các cổng đường vào cho các bác ăn chơi. Mặt mũi đẹp len keng xà beng. Cái lớp vỏ thì cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng đã tháo sẵn ra đây rồi này. Máy móc đẹp nguyên zin nguyên bản, mặt không có điểm trừ luôn. Đấy. Với con này thì mức giá cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng đưa ra mức giá cực kỳ là tốt. Mức giá tham khảo với các bác là chỉ có 13 triệu thôi các bác nhé. Ở đây là mức giá tham khảo và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082 774 4 1. Cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng thì cũng có sẽ bớt chút tiền xăng cũng như là bao ship cho các bác này khi các bác nào mà đến trực tiếp tại cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng các bác nhé. Mức giá này thì nó chỉ tương đương với lại con Đài Long 1500 SE thôi các bác nhé. Đấy, với con SE thì mức giá của nó bây giờ nó cũng là 12,5 triệu, 13 triệu. Và con này thì hiện nay trên thị trường vẫn đang có mức giá 14,5 triệu, 15 triệu tùy từng các shop bán. Đấy. Nhưng mà cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng đưa ra mức giá rất là tốt, chỉ có 13 triệu thôi. Đây là mức giá tham khảo. Và video clip ngày hôm nay thì cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn lại các bác trong video tiếp theo.